sao mà nó bừa bộn quá vậy nè? Cái này mình đâu có cần, cái này cũng không cần, cái này cũng vậy luôn. Còn cái này là gì? Bảo bối đẹp phục hồi nguyên liệu hả? Chỉ cần rọi ánh sáng này vào vật thể gì đó, nó sẽ trở thành nguyên liệu ban đầu. Ví dụ có thể sử dụng bảo bối này để phục hồi nguyên liệu khi nấu món ăn bị hư. Hả? Rất tiện lợi nhưng đều nhảm nhí. Nè nè, bạn vừa ăn cái gì vậy? À, mấy hàng mẫu dùng thử ở siêu thị tương lai gửi tới cho mình. Hàng mẫu dùng thử? Là mấy mẫu thử của sản phẩm mới ra đó. Siêu thị tương lai gửi tới cho mình để dùng thử, nếu thích thì mình đặt hàng. Thỉnh thoảng siêu thị cứ gửi tới cho mình nhiều như vậy á. À, quá trời luôn ha. Nhưng mà toàn những thứ không ra gì. Nhưng cũng có vẻ thú vị lắm chứ. Nè, bạn cho mình mượn cái này nha. Cứ tự nè, dù sao thì mình cũng không dùng. Nguyên liệu làm bánh rán thì sao ta? Thì ra là bột lúa mạch và đậu đỏ sao? À, nó bị tan. Tại sao bạn dám làm bánh của mình như vậy chứ? Thú vị quá, thú vị quá. Thú vị cái gì? Đặt cái bánh lại cho mình nó lên. Đặt cái bánh lại đây, nó bị tan. Shizuka. À, Nobita, bạn vô đây đi. Nè, bạn đã làm gì vậy? Mình đang dọn dẹp mấy đống giấy dụng nè. Đâu, để mình kiểm tra xem nguyên liệu của nó là cái gì ha. Đang phục hồi nguyên liệu. Mình muốn thử bảo bối này một lần nữa coi sao. Ghê quá, gì vậy? À, thì ra là giấy làm từ bột giấy hả ta? Tại sao nó lại cho như vậy chứ? Không biết đó. À, giờ làm sao cho nó trở lại như cũ đây? Hả? Nó biến thành cây rồi kìa. À, thì ra nguyên liệu của bột giấy là từ cây. Nè, Shizuka à, bạn còn nhớ trước đây thầy giáo từng nói không? Để làm ra giấy và gỗ, người ta đã tốn rất nhiều cây xanh. Đúng rồi đó, hàng ngày trên khắp thế giới người ta đã đốn rất nhiều cây xanh đó. Đúng đó. Nếu cứ để chuyện này tiếp tục xảy ra như vậy thì tương lai thế giới sẽ không còn màu xanh nữa. Những khu rừng và những vùng núi bị chặt hết cây cối sẽ không thể phục hồi lại được. Khí carbonic sẽ tăng lên và khí hậu sẽ trở nên khắc nghiệt hơn. Các loài động vật bị cướp mất chỗ ở sẽ dần bị tuyệt chủng. Vậy thì tụi mình phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó mới được. Bây giờ chỉ còn cách là chúng ta trồng cái cây này ở một ngọn núi cao nào đó ăn quả. Ý kiến hay đó Shizuka. Từ nay mình sẽ từ từ biến giấy dùng thành cây rồi đem trồng chúng ở trên núi nha. Phải nhanh lên thôi, mình nhờ cả Doraemon giúp nữa. Không cần phải nhờ đâu. Chỉ cần có cái này là không cần Doraemon thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thôi mà. Đây là túi bóng chiều của mình đó. Để coi coi có bảo bối nào dùng được hay không ta. À, có rồi nè. Đây là bảng cắt đường. Đầu tiên chỉ ra bản đồ của cả vùng này. Dùng danh sách chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Rồi cắt tại vùng này. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt tại vùng đỉnh núi Taika nữa. Rồi. Xong. Vậy là chúng ta chuẩn bị xong rồi đó. Bây giờ tụi mình hãy thẳng tiến đến núi Taika. Hình như là cắt tại đây rồi đó Shizuka. Nè Sunil à, không biết Nobita đang làm chuyện gì nữa đây. Chắc là nó sử dụng bảo bối của Doraemon chứ gì. Chắc chắn là vậy rồi. Bạn nói đúng á, tụi mình phải bám theo mới được. Sunil à, bạn đi trước đi. Mình nhường bạn đi trước đó. Wow, tới nơi rồi. Đây là đỉnh núi Takai hả? Hurra, tuyệt quá. Bạn thấy chưa, đâu cần Doraemon, mình cũng có thể làm được mọi thứ. Thôi mà, chúng mình mau trồng cây này xuống đi. Không biết tên ngốc Nobita này muốn làm gì nữa đây. Chắc là... Xong, chỗ này chắc an toàn rồi. Vậy là nó có thể lớn lên một cách bình thường. Nhưng mà biết đâu sau này ngọn núi này cũng bị san bằng để xây nhà với cao ốc thì sao? Nếu như vậy thì...
À đúng rồi, để mình thử xem tương lai ngọn núi này ra sao nha. Chắc chắn phải có bảo bối sử dụng được cho việc này mà. Đường hầm thời gian. Đường hầm thời gian là gì vậy? Cái này hả? Sao nhìn nó không chắc chắn mà mềm mềm, cảm giác bất an lắm. Để mình xem chỉ dẫn coi. Mời quý khách dùng thử. Nếu quý khách thích sản phẩm hàng mẫu bằng ni lông thì xin mời mua sản phẩm thật bằng nhựa plastic. Hướng dẫn trước tiên là phải dặn bơm không khí để làm cho sản phẩm căng phồng lên. Bơm không khí hả? À, chắc là nói cái này rồi. Dặn cái này. Phồng lên như vậy nhìn nó giống như đường hầm rồi đó. Để coi, tiếp theo là dặn la bàn đến thời điểm mà mình muốn. Cái này đúng rồi. Có chắc là được không hả Nobita? Yên tâm. Đi thôi. Đây là thế giới 10 năm sau hả? Chắc là vậy rồi, nhưng mà... Kìa, nhìn đây. Cái cây hồi nãy tụi mình trồng đó, nó cao lớn như vậy rồi sao? Hả? Đúng đó. Tốt quá hả? Nhìn nè, dùng này 10 năm sau sẽ có rất nhiều cây cối hơn đó ha Nobita. Hình như là các hoạt động tàn phá thiên nhiên của con người cũng dừng lại thì phải. Không khí trong lành quá. Shizuka ơi, lại đây nhìn nè. Là thành phố 10 năm sau hả? Shizuka à, hay là tụi mình dùng bảng cắt đường đến đó thử xem đi. Cho xem bản đồ đỉnh núi Takai. Lạ quá, sao con được vậy? Tập thử hướng dẫn sử dụng coi sao. Để coi, đây là sản phẩm dùng thử chỉ có giá trị sử dụng một lần. Nếu quý khách quan tâm tới sản phẩm thật thì... chết rồi. Trời. Nói như vậy là cả đường hầm thời gian cũng bị... Đừng có đẩy coi cha, đừng có đẩy mà. Đi nhanh lên đi, từ từ đã lâu quá vậy. Mình đau quá nè, cùng chết nữa mà. Trời rách rồi kìa. Sao mà dễ rách vụ vậy, đúng là đồ rẻ tiền. Cha anh hả? Có Sanio nữa kìa. Tại sao các bạn lại... Đường hầm thời gian. Đường hầm thời gian bị rách rồi kìa. Sao hai bạn lại lo lắng dữ vậy? Thì có sao đâu chứ, chỉ là cái túi thôi mà, rách rồi mua lại cái khác. Bạn nói cái gì chứ? Cái đó là đường hầm thời gian sao? Nói như vậy thì tụi mình đang ở thời gian 10 năm sau đó hả? Vậy thì chúng ta... Bây giờ mình không thể làm cho nó trở về vô cũ được nữa. Bà nói cái gì vậy Nobita, muốn giỡn mặt hả? Nobita, mau nghĩ cách gì đưa tụi mình về, nhanh lên. Đúng rồi, mình còn bận phải đi học thêm nữa đó. Và mình còn đang chế tạo xe chiến đấu, mình phải về làm tiếp. Bạn phải mau nghĩ cách đưa tụi mình trở về nhà đi Nobita. Thiệt tình là mà ai biểu hai bạn tự nhiên đi theo. Bây giờ mình biết phải làm sao, với lại mọi chuyện thành ra như vậy. Tại bạn hết chứ còn ai nữa, đã làm sao còn đủ thua hả? Tại vì mình nghe bạn nói không sao cho nên... Vậy là chúng ta phải chết ở đây hả? Trời ơi! Nobita cầm mấy mẫu thử đó đi đâu mất tiêu rồi, không thấy tâm hơi gì hết. Phải, hồi nãy Nobita nó có tới đây đó con. Họ đi đâu vậy bác? Hai đứa đi ra ngoài chơi. Giờ này cũng đã trễ rồi, chắc là hai đứa nó sắp về đó. Không biết có chuyện gì xảy ra không? Sao mình cứ thấy lo? Chắc chắn trong cái vỏ đựng mấy hàng thử đó có bảo bối bạn cắt đường và đường hầm thời gian. Nếu bạn ấy mà sử dụng bảo bối thì... lớn chuyện rồi. Còn biết đâu mà tìm đây. Nè, mấy bạn đi đâu vậy hả? Thì còn biết đi đâu nữa, đi tới thành phố đằng kia thôi chứ biết sao giờ. Cái gì chứ, mặt trời xuống núi rồi mà bây giờ đi từ đây tới đó không biết còn bao xa nữa đây. Mình mệt lắm, mình đi hết nổi rồi. Tụi mình có lèm em như vậy, tụi mình bỏ bạn lại đó. Đói bụng quá à. Cả mình cũng vậy nữa nè. Nobita có cái gì ăn không vậy? Làm sao mà có chứ, mình không có mang theo thứ gì ngoài cái vỏ bảo bối này hết đó.
đúng là bạn không được tích sự gì hết á. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện này đó nha. Quá đi, tự nhiên trời mưa. Kiểu này chắc là trời mưa không có tạnh liền đâu. Với lại trời đã tối rồi, chúng ta sẽ không biết đường nào về thành phố đâu. Đúng rồi, trời mưa thì mình có cái này nè. Áo khoác lấp lánh. Khùng hả Nobita, giờ phút này mà còn nghĩ ra mấy chuyện chó giỡn như vậy nữa. Nhưng mà dù sao, mặc cái áo khoác này vào cũng có cảm giác trời tạnh mưa. Thiệt tình là cái này nhìn kỳ kỳ sao á. Nhưng đúng là mưa tạnh thiệt rồi. Thấy chưa? Chuyện gì vậy? Hình như là mưa hút hết vô cái áo này rồi. Nên mấy bạn mới thấy tạnh mưa chứ gì nữa. Đúng là toàn bộ mưa kỳ cực chán thiệt đó. Chắc có lẽ là tụi mình bị lạc đường rồi chết luôn ở đây cho mà coi nè. Em để cái đồ mỏ nhọn nói chuyện xui xẻo, không đủ nói nghe cho. Kìa, họ ở đây nè. Đúng rồi mọi người kìa, Nobita ơi. Nobita Doraemon. Vậy là tất cả chúng ta bị cứu rồi ha. Có mình nữa kìa. Có mình nữa kìa. Đây chính là các bạn của ngày mai đó. Mình đã dùng cỡ mấy thời gian để đi đến ngày mai, và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được các bạn. Đúng là Doraemon của mình. Mình luôn luôn tin tưởng bạn mà. Đừng có khen mình như vậy. Thật ra là chính các bạn cứu các bạn thôi mà. Nhưng mà tụi mình bây giờ đang bị mắc kẹt ở đây, chưa biết ra sao thì làm sao mà có ngày mai cho được. Chắc chắn là Doraemon đã tới giải cứu cho mấy bạn rồi. Không phải, không phải đâu. Chính các bạn đã tự giải cứu cho các bạn đó. Mình nói thiệt mà, tin mình đi. Trời ơi, nói gì mà mình không hiểu gì hết trơn à. Có gì đâu mà không hiểu. Ngày mai của tụi mình giải cứu cho tụi mình của ngày hôm qua đó. Dù sao thì các bạn cũng đã được cứu rồi. Không tốt quá sao mà còn đứng đó nói hoài. Đúng rồi đó, thôi các bạn đừng cãi nhau nữa. Chúng ta về nhà thôi. Nhưng mà các bạn ơi, mình vẫn còn thắc mắc một chuyện. Thắc mắc gì mà thắc mắc hoài vậy? Đúng rồi, có gì đâu mà thắc mắc hoài vậy? Đúng rồi, Tiger nha con. Cảm ơn mẹ. Bánh quy Tiger chứa Enamax gồm 9 vitamin và 6 khoáng chất, cho bé thêm năng lượng để chiến thắng. Mình đó. Chắc chắn mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. K-R-A-F-T. Bạn muốn cuộc sống thêm năng động, nhưng xương bạc không cho phép. Nếu như 4 tuần trước bạn uống Enlin mỗi ngày, thì hôm nay đã khác. Enlin được thử nghiệm lâm sàng, giúp làm giảm nguy cơ loãng xương trong vòng 4 tuần. 2 ly Enlin mỗi ngày mang đến sự khác biệt trong vòng 4 tuần, cho bạn cuộc sống năng động hơn. Enlin làm giảm nguy cơ loãng xương trong vòng 4 tuần. Cho dù bạn ở đâu, khi bạn có tiếng cười vang xa, phải xôn xao, còn hạnh phúc là tất cả. Sẽ bay, chia sẻ niềm vui. Bộ đồ diễn này, để mày xem, chắc là người ta giặt với bột giặt rồi, vẫn còn dính cặn bột giặt nè. Tôi muốn con gái mình thật sự thoải mái trên sân khấu để thể hiện tài năng của nó. Vì vậy, tôi tin dùng Ariel. Nước giặt Ariel tan dễ dàng trong nước và không để lại cặn bột giặt như khi dùng bột giặt. Vậy là áo quần sạch bóng, không còn cặn bột giặt. Đôi khi màn biểu diễn tuyệt vời nhất lại đến từ phía hậu trường. Nước giặt Ariel không lo dính cặn bột giặt. Mỗi lần nhìn thấy tóc mà bị chảy ngọt lại vẫn rất là khó chịu, và mỗi lần dùng như thế đình đều phải kéo tắt đi thôi. Từ khi dùng thử Bentin mới, tôi đã có thể nói lời tạm biệt với cây kéo. Công thức Bentin Pro V mới giúp giả biệt tóc chảy ngọn, ngọn tóc hư tổn nay trông khỏe mạnh hơn chỉ trong 14 ngày. Chỉ sau 14 ngày, tóc tôi như được sinh ra một lần nữa. Tôi quyết định trung thành với Bentin mới để có mái tóc dài đẹp khỏe đến tận mạng.
Pantene mới. Phụ nữ Việt Nam tin dùng công nghệ Ariel. Hãy nghe từ 150 người đã sử dụng Ariel. Công nghệ của Ariel này tốt thật. Chỉ cần thoa một chút lên vết bẩn rồi cho vào máy giặt là sạch ngay. Nhiều phụ nữ Việt Nam đã khẳng định Ariel loại bỏ vết bẩn khó giặt hàng ngày tốt hơn bột giặt thường. Với ba lô kéo linh hoạt, bé hân hoan đến trường. Thu thập điểm để đổi ba lô kéo, nhanh chân lên, số lượng có hạn. Phụ nữ Việt Nam tin dùng công nghệ Ariel. Hãy nghe từ 150 người đã sử dụng Ariel. Công nghệ của Ariel này tốt thật. Chỉ cần thoa một chút lên vết bẩn rồi cho vào máy giặt là sạch ngay. Trước đây khi dùng bột giặt thường, tôi phải vo rất nhiều lần. Nhưng với Ariel, không cần vo cũng sạch. Mình vừa chuyển qua dùng Ariel, giờ mình cảm thấy rất là hài lòng. Ariel thì tốt hơn hẳn so với bột giặt thường. Thật vậy, Ariel hiệu quả hơn hẳn. Nhiều phụ nữ Việt Nam đã khẳng định Ariel loại bỏ vết bẩn khó giặt hàng ngày tốt hơn bột giặt thường. Hành phải thay đổi rất nhiều. Cho từng vai diễn, từ cân nặng đến ngoại hình, và nhờ vậy Hành thành công. Hành nhận ra thay đổi là tốt. Thế là Hành thay đổi nguyên cả dầu gội chỉ gầu. Minh Hằng đã thấy Head & Shoulders thật sự khác biệt, lại gầu tốt hơn chỉ trong một lần gội. Thấy chưa, Hằng đã thay đổi đúng. Giờ thì đến lượt bạn. Head & Shoulders. Bộ đồ diễn mới thuê khiến con gái tôi không thoải mái. Chắc là do họ giặt với bột giặt. Tôi dùng Ariel. Ariel tan dễ dàng trong nước và không để lại cặn như bột giặt. Vậy là áo quần sạch bóng, không còn cặn bột giặt. Nước giặt Ariel. Khoa học chứng minh não bé bắt đầu phát triển ngay tuần thứ 8. Hãy cho bé sự khởi đầu vượt trội. Alpha Mama A cộng có hệ dưỡng chất thông minh Smart và DHA. DHA được chứng minh lâm sàng giúp não bé phát triển. Kết hợp tối ưu những dưỡng chất cho bé phát triển khỏe mạnh. Nhà cô mua ra đó con. Alpha Mama A cộng, dinh dưỡng cho mẹ, tương lai cho bé. Này ơi season tan, ô quá ngon, ô thơm ghê. Vừa giòn vừa mau tan là mình càng mê hơn. Nào hãy vui lên, giòn tan cùng Oxy bắp ngọt nhé. Kem người sói. Mẹ trả bài giặt lại cho con đi mẹ. Trời ơi, có sao đâu, để mẹ xem một chút thôi mà. Mẹ, mẹ à. Hãy viết về điều bạn sợ. Đề tài nghe thú vị quá ha. Gần đây tôi đã được xem một bộ phim về người sói. Có một người đàn ông, cứ mỗi khi đến trăng rằm, ông ta sẽ biến thành người sói. Đúng là đáng sợ thiệt đó. Mẹ ơi, trả cho con đi. Nhưng mà còn có thứ đáng sợ hơn nữa. Chết rồi. Đó chính là gương mặt tức giận của mẹ tôi. Đúng rồi, là nét mặt này nè. Còn nói cái gì? Đồ biết ta. Tại sao mày giết như vậy hả? Đau quá à. Chỉ là mình nghĩ gì thì giết đó thôi mà. Nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn thấy người sói đáng sợ hơn à. Còn mình thì thấy mẹ là đáng sợ nhất á. Bạn làm hơi quá đó. Doraemon, bạn có bị mẹ la mắng thường xuyên đâu mà biết chứ. Khi mẹ tức giận lên thì gương mặt của mẹ không giống bình thường một chút nào hết á. Vậy thì mình thử so sánh đi. So sánh hả? Kem biến thành người sói. Là cái gì vậy Doraemon? Bạn cứ đứng yên nhìn mình nè. Đầu tiên sức kem lên mặt. Xoa. Rồi sau đó nhìn vào vật nào tròn trịa giống như mặt trăng là được. Doraemon à, cái này được không? Doraemon. Nhưng mà hình dạng này sẽ nhanh chóng trở về như cũ, không có làm hại ai hết. Lần sau đừng hù dọa mình như vậy.
cần rửa mặt thôi là kem dễ dàng bị trôi đi hết à. À, thú vị quá, để mình thử sức coi sao ha. À, khoan đã Nobita. Hả? Cuối cùng là bạn sợ người sói hay là sợ mẹ hơn? Ha, thì ai mình cũng cảm thấy sợ hết. Nhưng nếu như mẹ trở thành người sói thì chắc là đáng sợ hơn nhiều đó. Giống như vậy nè. À, ghê quá, đúng là đáng sợ thiệt. Ừ. Mẹ, mẹ ơi, hủ kem đó. Cái này hả, hủ kem tốt lắm. Vậy mà mẹ không hề biết hủ kem này đó. Thì là thích ghê. À, thích cái gì mà thích chứ mẹ. Hủ kem này không phải là Thôi, có nhà coi nhà giùm mẹ nha. À, mẹ đi ra ngoài hả? Ừ, để qua nhà bạn có một chút chuyện. Mẹ ơi. Mẹ đi nha. À, chết chắc rồi đó Doraemon. À, vậy là mẹ đã sai rồi. Làm sao bây giờ? Nếu ra ngoài mà nhìn thấy vật gì hình tròn thì à, vậy thì lớn chuyện chứ sao. Phải tìm cách cho mẹ rửa mặt đây. Mình không biết đâu. Mẹ Nobita. Không được rồi, không thể để tình hình xảy ra tồi tệ như vậy. Mình phải đi tìm mẹ liền thôi. Hy vọng là mẹ chưa nhìn vật gì hình tròn. Nếu không thì lớn chuyện lắm đây. Mẹ phải nhanh lên mới được. Mẹ ơi, mẹ ơi. Doraemon. Quả nhiên là mẹ đã nhìn vật gì hình tròn. Có chuyện gì vậy con? Dạ đâu có chuyện gì đâu mẹ. Hình như là chưa có ai nhìn thấy mẹ có đúng không? Sao vậy Doraemon? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ cho con đi chơi với nha mẹ. Cũng được. Nhưng mẹ đi gặp bạn học của mẹ thời xưa nên con sẽ không biết ai đâu. Hơi chán đó nha. Dạ không có sao đâu mẹ. Được rồi, vậy thì con chịu khó nha. Không sao mà, mẹ cứ đi đi. Nobita mà cũng cư xử như người lớn giống Doraemon thì mẹ sẽ mừng lắm đó. Mẹ ơi, hay mình đi rửa mặt đi mẹ. Con thiệt là, hồi sáng mẹ đã rửa kỹ lắm rồi mà. Thôi, con đừng có nói linh tinh nữa. Chết rồi, không được cho mẹ nhìn thấy cái này, nguy hiểm lắm. Xin lỗi nha. Sao vậy Doraemon? Không có gì á mẹ. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Mẹ ơi, chào con với. Hôm nay mẹ thấy Doraemon hình như hơi lạ đó. Đâu có gì đâu mẹ. Được không đó Sanrio, mình tới đây. Mấy bạn cho mình chơi vậy. Chuyện gì vậy, sao bạn dám à? Mấy cho mình, xin lỗi hai bạn, mình có lý do riêng mà. Mình không cần biết, chỉ cần bạn đứng lại thôi. Đứng lại mau. Đứng lại. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Doraemon? Dạ không có sao đâu mẹ. Tới rồi, là nhà này nè. May quá, tới nhà an toàn rồi. Mẹ ơi, quay vô nhà nữa mẹ ơi. Còn lại tính làm gì nữa vậy? Vô nhà người ta đừng làm mất mặt mẹ đó. Nghe chưa? Xin lỗi, là ai vậy? Xin chào. Là Nobi à? Nhà bạn đẹp thiệt đó. Cháu chào cô, cháu tên là Doraemon. Xin mời vào. Khoan đã. Có chuyện gì vậy Doraemon? Mẹ ơi, mẹ chờ con chút xíu nha. Nè, cháu làm gì vậy? Cô làm ơn phụ cháu dọn hết mấy cái vật hình tròn này đi cô ơi. Hả? Con có chịu dừng lại chưa Doraemon? Nhưng mà con làm tất cả cũng vì mẹ thôi mà. Con đừng có ở đó mà ăn nói dớ dẫn nữa. Dù có bị mẹ la đi chăng nữa mình cũng phải ở lại đây, không thì sẽ lớn chuyện lắm. Cô ơi, trà hả? Cô cho cháu kiểm tra nha. Kiểm tra cái gì chứ? Cô ơi, cô đổi giùm cháu bộ ấm trà hình tứ giác có được không? Hả? Còn cái này bánh quy hình tròn mẹ cháu không có thích đâu. Ngon quá cô ơi, cháu thấy cái này hợp với cháu hơn. Doraemon, bây giờ có thể về nhà ngay cho mẹ. Chết rồi, mình bị mẹ đuổi về rồi.
không biết ở trong đó sẽ ra sao nữa đây. Doraemon à, cô ấy vừa nhìn thấy mặt mẹ là lăn ra ngất xỉu rồi, tại sao vậy con? Thì ra là cái này, đã nói là giật hình tròn là không được rồi mà. Hay dù sao cũng phải gọi xe cấp cứu trước đã mẹ ơi. Để coi, điện thoại đâu, chị, điện thoại đâu mất tiền rồi. Bây giờ mà về nhà là trễ lắm rồi. Con mỏi chân quá. Xin chào. Xin lỗi, ai vậy? Ở khu vực này đang rất lộn xộn, chị và cháu đi đường nhớ cẩn thận nha. Anh à, đừng quên chiếc xe đạp kìa. Đúng là rắc rối thiệt đó. Nếu mà để cho mẹ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình như vậy, chắc là mẹ cũng sẽ ngất xỉu luôn cho coi. Có phải là khuôn mặt của mình đáng sợ lắm hay không? Hả? Mẹ ơi, rắc rối thiệt. Doraemon, phải đưa mặt cho mẹ liền thôi.